hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Hồ Đăng Chiến sinh năm 1965 là phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bộ Trạch, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Trạch huyện Bộ Trạch, Hồ Hoàng Quân sinh năm 1975 là công chức địa chính xã Trung Trạch, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch huyện Bộ Trạch. Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định vào năm 2017 có hai hộ dân là ông Hồ Đăng Khoa và ông Hồ Đăng Nghị chủ tài thôn Đức Trung xã Đức Trạch huyện Bộ Trạch xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thừa đất số 305 từ bản đồ số 12 tại thôn Đức Trung xã Đức Trạch nên đã làm đơn khiếu nại lên ủy ban dân xã Đức Trạch. Trong khi đất đang còn tranh chấp, ủy ban dân xã chưa giải quyết đơn thì năm 2019, ông Hồ Đăng Nghị có tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thừa đất đang tranh chấp. Ông Hồ Hoàng Quân là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã Đức Trạch đã bỏ qua cả quy định của pháp luật để làm cả thủ tục và làm giả một số giấy tờ để xin cấp đất. Sau khi hợp thức hóa hồ sơ giả, Hồ Hoàng Quân đã trình hồ sơ cấp đất cho Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch để kỷ xác nhận. Bản thân Hồ Đăng Chiến biết rõ hồ sơ liên quan thửa đất trên là không đúng quy định, nhưng do có động cơ cá nhân nên đã chỉ đạo cho Quân lập hồ sơ và kỹ xác nhận các thủ tục qua khám xét tài nơi ở nơi làm việc của Hồ Đăng Chiến và Hồ Hoàng Quân. Cơ quan điều tra công an huyện Bộ Trạch đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Bộ Trạch tiếp tục điều tra mở rộng.